xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây sẽ cập nhật và chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về liên quan tới sư thích minh tuệ. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, Thầy thích minh tuệ dừng đi bộ khắc thực và đã ẩn tu khiến cho nhiều người ở trong chúng ta cảm thấy là tiếc nuối sự xuất hiện của thầy mang lại thật nhiều cảm xúc nên giờ đây thầy có bước tiếp hay là dừng lại thì con đường ấy vẫn là mở ra phía trước sau đây xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn bài chia sẻ của giảng viên nguyễn thanh huy viết về thầy minh tuệ với tựa đề bước chân dừng lại con đường dẫn đi chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một cái sự kiện kỳ lạ đến như vậy một cá nhân một con người nhỏ bé đã khiến cho hàng triệu ánh mắt dõi theo từng bước, hàng triệu gói oxy tư lo lắng cho số phận và hàng triệu con tim dở hòa cảm xúc khi biết sư và bình an. Nhìn lại hành trình của sư Minh Tuệ cứ như là một cái cuốn phim, nó bắt đầu là im ắng, chậm rãi, rồi tăng dần đẩy lên cao trào và kết thúc một cách đột ngột. Tuy nhiên, cái kết thúc ấy chỉ là sự chấm dứt cho những bước chân rong rủi trên khắp các nẻo đường và kéo theo đó bao sự nhốn nháo thị phi của Trần Thế. Có lẽ lựa chọn này không phải là bởi ý nguyện của sư, nhưng nó cũng là cái cách khả dĩ duy nhất và hài hòa cho tất cả. Điều mà mọi người được an ủi, nhẹ nhõm là khi đã nhìn thấy những cái hình ảnh sắc cứng về sự hiện diện của sư, rằng họ vẫn còn đó một cái đầu đạo minh tuệ. Nếu cái điều tồi tệ nhất xảy ra, chúng ta sẽ có một mất mát quá lớn một cái tiếc núi vô hạn và một cái tổn thương khó nguôi ngoai. Đứng trước những cái lựa chọn, chúng ta sẽ chọn lựa cái cách tốt nhất. Đứng trước những cái ngã, chúng ta sẽ chọn cái lối đi bình an. Đó là bản năng của lý trí. Hiểu cho cùng, cho sâu, tất cả đều có nhân duyên. Việc gì đến sẽ đến, việc gì đi sẽ đi. Còn duyên thì tụ, hết duyên đó thì tán. Kết thúc của cái này sẽ là cái khởi đầu của cái khác. Những bước chân dừng lại, nhưng con đường đi vẫn là ở phía trước. Nghiệp tu, ý nguyện vẫn còn đó. Sư có thể là buông tất cả, nhưng mà con đường cầu đạo nhất quyết sẽ không buông. Có lẽ trong quả có phước, từ đây sư sẽ có đủ không gian tĩnh lặng để tinh tấn hành trì, tập trung tâm trí hành thiền, để có thể là tiến nhập vào định mà đạt trí huệ viên mãn. Cái điều quan trọng nhất không phải là sư sẽ bước đi nữa hay là không, mà là những cái bước đi của sư đã làm nên một cái cuộc tỉnh thức kỳ dĩ Người ta đã chợt nhận ra mình mê lạc, người ta kịp nhận ra mình bị lừa dối, người ta đã biết yêu người và người ta đã biết đâu là hạnh phúc. Sư như ánh sáng xua tan màn đêm, như cơn mưa rào gột rửa, cuốn tan những bụi trần. Sự xuất hiện của sư mang lại thật nhiều cảm xúc và những cái lộn lạc không thể nghĩ bàn nên giờ đây sư có bước tiếp hay là dừng lại thì con đường ấy dẫn mở ra phía trước, dẫn lối cho tất cả những ai có tấm lòng cầu đạo. Cuối cùng tôi cầu mong sư thật sự được bình an và sớm thành đạo đắc quả vị phật như ý nguyện một kiếp nhân sinh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo nhà báo Hoàng Nguyên Vũ vừa đưa tin hôm nay như sau, tin chính thức thầy Thích Minh Tuệ được cơ quan chức năng hỗ trợ làm căn cứ công dân để thầy có giấy tờ tùy thân và đảm bảo quyền công dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng tại Thừa Thiên Quế cũng đã hỗ trợ đưa thầy Thích Minh Tuệ đến nơi mà thầy mong muốn. Tối ngày 3 tháng 6, báo công thương dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Quế đã cho biết, sau khi ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng cuộc đi bộ khắc thực, chính quyền địa phương đã hỗ trợ ông làm căn cứ công dân để có giấy tờ tùy thân và bảo đảm quyền công dân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, theo báo Thanh Niên, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ đưa ông Thích Minh Tuệ đến nơi mà ông mong muốn. Trao đổi với phóng viên báo tin tức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, ông Lê Văn Thịnh cho biết, tối ngày 2 tháng 6, ông Lê Anh Tú và đoàn người đi bộ khắc thực đã rời khỏi địa bàn xã. Người dân đi theo cũng đã giải tán, không còn tụ tập từ hiện tượng thích minh tuệ gây xôn xao dư luận mấy ngày qua có thể thấy đạo Phật là con đường giác ngộ và tu Phật là đi trên đường giác ngộ giác ngộ đôi khi không phải là đại lộ Bắc Nam đầy bụi bặm mà là cái con đường đấu tranh với chính mình sau nhiều ngày hiện tượng ầm ĩ trên mạng xã hội với mỗi bước chân đi mỗi cử chỉ hành vi đều được quay livestream thầy thích minh tuệ đã tự nguyện dừng bước vào ngày 3 tháng 6 theo thông báo của ba tôn giáo chính phủ nhưng đằng sau cái gọi là hiện tượng thích minh tuệ là gì? Liệu những cái sự kiện liên quan có ảnh hưởng gì đến đạo Phật như nhiều lo lắng hay là không? Trước hết phải khẳng định rằng không tồn tại cái gọi là tăng đoàn thích minh tuệ. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, Thầy Minh Tuệ tự tu, thực hành hành khắc thực và đạp ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Cả ba lần đó, Thầy Minh Tuệ đều đi một mình, không có khó khăn, cản trở và cũng không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự chỉ đến lần đi bộ thứ tư này mới xảy ra hiện tượng tụ tập đông người đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Những người đi theo tự thừa nhận muốn tu tập theo phương pháp của thầy Thích Minh Tuệ, học đi theo để hộ pháp. Cũng có nhiều người đi theo thầy chỉ để live stream, đưa lên các mạng xã hội để kiếm like hay thu nhập như lời đồn đại ở trên các hội nhóm thời gian gần đây. Một phần nhờ đó mà hiện tượng Thích Minh Tuệ đã tạo trend ở trên mạng xã hội, từ một vài dòng trạng thái thông thường hiện tượng thích minh tuệ đã biến cư dân mạng thành hai phe một phe ca ngợi thầy như là một vị phật sống phe còn lại không ngớt lời miệt thị thậm chí là xúc phạm một công dân theo chúng tôi chưa từng bị cơ quan chức năng nào kết luận là có vi phạm pháp luật người tu học theo lời dạy của đức phật hay là thực hành phương pháp tu tập hành đầu đà cũng có thể là không phải là tu sĩ phật giáo nên chúng ta cũng không cần mất nhiều thời gian xem thầy minh tuệ có phải là nhà sư cũng không cần phân tích bình luận dù thực hành này có đúng giáo lý, giáo luật hay là không. Vì chính chủ thể cũng không coi mình là người tu hành của một tôn giáo. Và cũng không nên có cái nhìn cực đoan đối với xã hội cũng như là những nhà sư khác. Nếu pháp tu của thầy Minh Tuệ là đúng, không có nghĩa là các cái pháp tu của những tăng ni Phật tử khác là sai. Phật giáo có đến 84.000 pháp môn đó cũng chính là 84.000 con đường với điểm đến là sự giải thoát. Tuy nhiên, ủng hộ thầy Minh Tuệ hay là pháp tu hành đầu đà có thể là bằng cách chụp ảnh vui với lỗi nồi cơm điện, chứ không nên và không thể bằng cách là bỏ nhà bỏ cửa tạo thành cái đoàn người đi theo. Cái điều này không chỉ tác động xấu đến quá trình tu tập giác ngộ của thầy mà còn gây ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Cụ thể, có thể là việc thầy Minh Tuệ hành trì đi bộ là cái việc tu học theo lời dạy của Đức Phật như cái việc hành trì ở trên đường quốc lộ của thầy lại là vô tình gây ra tình trạng bất trật tự giao thông và thậm chí là bất trật tự xã hội khi cả một cái đám đông bám theo trong đó người muốn thực hành tu tập thật sự thì ít mà người muốn đu bám hiếu kỳ tò mò thì nhiều gây ra không ít hệ lụy trong cả đời thực lẫn ở trên mạng ảo thậm chí là trong những ngày nắng nóng vừa qua có người đi theo đoàn vì sốc nhiệt mà ngất xỉu do không quen với bộ hành và có người bị tử vong khi sốc nhiệt, suy đa tạng, xúc huyết tiêu quá. Nhưng khách quan mà nói, thông qua hiện tượng thích minh tuệ, gần một tháng qua, nhiều người đã hiểu hơn về Đạo Phật, một tôn giáo gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đó tuyệt nhiên không phải là những cái thứ gọi là giác ngộ mà chúng ta thấy nhan nhạc ở trên mạng xã hội những ngày gần đây. Khi mà nhiều người bỗng dưng trở thành Phật tử online, post những cái dòng trạng thái về Phật giáo, về việc đúng sai trong phép tu hành mà đó là cái việc là công chúng quan tâm hơn đến đạo phật và tìm đến những cái thông tin đúng đắn về đạo phật những cái thông tin này đến từ những kênh chính thống của giáo hội hay là từ các cái vị minh sư đức cao vọng trọng những bậc chân tu đây chính là cơ hội để xuyền dương chính pháp tóm lại một bước chân của thầy minh tuệ là những bước chân theo lời phật dạy như ông tự nhận cũng là cái sự tiếp cận những đạo lý của đức phật theo cách riêng của mỗi người những sự ầm ĩ của dư luận, những người ăn theo, những youtuber, tiktoker kéo hàng đoàn người dài tới mức là mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của những công dân khác, khiến thầy dừng bước trên đường thiên lý. Đạo Phật là con đường giác ngộ và tu Phật là đi trên đường giác ngộ. Đường giác ngộ đôi khi không phải là đại lộ Bắc Nam bụi bặm mà là con đường đấu tranh với chính mình. Thầy Minh Tuệ đã chấp nhận từ bỏ hành trì tu tập và hãy để ông với pháp tu của mình với con đường học Phật của mình Đức Phật chẳng từng nói ai cũng có thể là thành Phật đó sao kính thưa quý vị và các bạn và bây giờ ba dạy xin tạm dừng video ở đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo